Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh cũng như là quay trở lại với vườn bonsai của anh Trường Gà hả cô chú. Hôm nay thì anh Trường đặc biệt giới thiệu đến quý chú một lô cây mới, nhiều cây ăn trái đẹp cho mình lựa chọn nè quý cô chú ơi. Hôm nay con thấy có nhiều cây ăn trái đẹp lắm, đặc biệt là cây đang có trái luôn. Thì trước mắt quý cô chú là một cái cây quýt hồng, cái này cũng gọi là đặc sản của miền đất Lai Vung Đồng Tháp đó quý chú. Quýt hồng này nổi tiếng khắp đất nước mình nè. Tết thì mình thường thấy trưng trên bàn rồi trưng trong nhà, có cây có trái luôn á, là đó quýt hồng đó, đặc sản đó ha. Đây thì mình có cây quýt đường nữa nè, đây cây cũng đang trái nữa nè, quýt đường ở dòng quýt xưa của mình nữa nè. Đó cây đẹp không quý chú ơi, cây này đang cho bông cho trái nhiều luôn. Rồi có táo thái nữa nè, táo thì đang cho bông như thế này đây. Rồi cốc thái, cái này mua lại được cái chùm cốc này về ăn liền nha quý cô chú. Đó cốc này đậm chén mua hết nữa, hoặc là chén mắm ruốc nữa này tới công chuyện luôn. Đây cửa này là ổi tím đó, rồi có bưởi nữa quý chú ơi, bưởi rồi hạnh ngọt nữa, rồi chùm ruột vú sữa ha. Đây bưởi da xanh. Rồi em chào anh Trường ơi. Dạ chào anh Khánh, con kính chào quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Hôm nay giờ vườn em cháu có lên một clip mới để phục vụ quý cô chú anh chị gần xa. Bữa nay đổ phong thủy quý cô chú ơi. Đổ phong thủy chơi cây ăn trái ha, cho quý chú mình lựa ha quý cô chú ơi. Con dạ rồi còn nhóc giờ quý chú mà đổi một clip đi, đổi clip đi anh hai. Dạ. Đó em thấy cây ăn trái em nhìn thấy không cũng hấp dẫn rồi quý cô chú. Đó quý chú ở phố rồi ha, mình ở sân thượng, ở phố rồi nè, sân thượng cao cao mình trồng vẫn ok hết ha. Rồi dạ, không mất thời gian quý cô chú thì con vô mã số 1 là một cây bưởi da xanh quý cô chú ơi. Dạ cây có chiều cao được 76 quý cô chú. Dạ trái thiệt nha quý cô chú. Trái ngang thì nó được khoảng 45-46 quý cô chú ơi. Hai trái này là chơi Tết luôn nè quý cô chú. Đây tới Tết là vừa luôn đó. Quanh cây này khoảng 12-13 quý cô chú ơi. Dạ này là dòng bưởi da xanh ruột đỏ quý cô chú. Da xanh ruột đỏ. Dạ. Rồi này là hai trái thiệt quý chú, hai trái này quý chú về vô chậu lớn ha, trồng đây tới Tết là vừa luôn quý chú, tại vì dạ. Bữa này nó tới 6-8 tháng lận, Tết có hai trái bưởi chân luôn, Tết có hai trái bưởi chân luôn. Vì quý chú cứ thay vô chậu bự đủ chắc trồng trồng nha quý chú, là nó nuôi trái tốt khỏe quý chú. Dạ rồi đi, trong khi đi con đóng cố gắng giữ hai trái lại cho quý chú, mà lỡ có rụng thì quý chú vui lòng nhận giùm cháu nha. Ý thì con không muốn. Dạ rồi cố gắng bảo dưỡng hai con trái đi. Dạ mở số 1 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 500.000. 500 thôi anh hả? Dạ dạ. Bao ship toàn quốc cho quý 500 chú. 500 thôi quý cô chú ơi. Bao ship cho mình nè. Đó, có trái như thế này quý chú cứ yên tâm ha. Thí dụ mà nó có lỡ rụng đi thì nó vẫn tiếp tục nó mình trồng ra bông ra bông ra trái ha. Dạ nó đã tới cái độ ra trái rồi. Đó. Nếu thôi mình không thấy trái thì mình nói trời ơi biết chừng nào nó có trái. Đây. Dạ mở số 2. Số 2. Đây cái cặp bưởi này to nè. Cặp bưởi này to nè. Đó. Nè quý chú. Lúc đầu thì nó nhọn nhọn giống như năm rau anh ha, nhưng mà nó là bưởi da này xanh da nha xanh quý chú. Đó, từ từ nó lớn lên nó sẽ tròn lại ha. Đây bưởi da xanh. Cái lớn. Dạ xin phép đo chiều cao quý chú. Đẹp. Chiều cao cái này là được 78 quý chú ơi. Dạ rồi. Tán ngang phổng phổng vậy quý chú là 52. Hoành thì cái này cũng khoảng hoành chín rồi quý chú ơi. Và những cái cây thuần như thế này nè quý chú cứ yên tâm về trồng nè, không phải cây bứng cho nên là mình cái này cây thuần năm chậu quý chú. Ok đẹp quá, hai trái đẹp quá. Dạ cái mã số 2 cũng 500 quý chú ơi. 500 thôi anh ha. Dạ. Chơi luôn một cặp quý chú ơi, Tết khỏi mua khỏi mua bưởi. Rồi, lỡ trái thì cho trái luôn không anh? Trái luôn. Trái luôn. Cây này là cây vú sữa. Vú sữa này vú sữa dòng vú sữa lò rèn quý chú. Dạ lò rèn. Cái này cũng đang vô nụ quý chú ơi. Đây đang nụ đây. Đang nụ bông quý chú. À, chính xác luôn là như thế này đây là đây nụ. Là nụ cây này về quý chú là mà ra nụ ra bông rất là nhiều luôn quý chú. Đây đây nó chớm chớm búp búp lên hết rồi quý chú. Mấy cái nách nách này nè quý chú, đang nụ nhiều lắm quý chú. À. Xếp lên chiều cao. Chiều cao của cây là được là 1m2 quý chú. Tán ngang vậy là được 50. Rồi. Cái hoành này thì chắc cỡ 7-8 rồi quý chú ơi. Nhưng mà báo quý chú là cây này là cây ghép nha quý chú. Dạ cây ghép. Ê mắt ghép nằm ngay đây mà liền hết rồi nha quý chú. Nhìn kỹ mới thấy. Dạ rồi. Dạ 500.000 cái mã số 3 chú sữa lò rèn.
Cây ghép thì mới mau được có trái quý cô chú ơi. Đây cây thừng sống khỏe quý cô chú. Chứ mấy cây ghim cái này thì còn lâu lắm. Rồi tiếp tục luôn. Số 4. Quan trọng là cây khỏe thôi ha. Còn ghim ghép gì thì mình chơi trái. Có trái thì mình sử dụng được rồi chú ơi. Cây nào cũng có đang nụ bông rất là nhiều đúng không ạ? Dạ rồi. Dạ chiều cao của cây này là được là 1m 1m mốt đi chú. Đây đây cô chú dạ. Nhìn cho kỹ cái theo cái tay con này nha cô chú. Đây là những cái nụ bông của nó nè cô chú. Đây, những cái búp nụ bông mỗi của nó mắt, ha. Mỗi mắt mỗi có cái nụ bông hết đó. Mấy cái chỗ này thì nó đang chớm chớm ra nè, nó đây bông nhiều lắm cô chú. Bông nhiều lắm. Đây nó còn nhỏ thôi nhưng mà nó nhiều lắm luôn. Bao quý cô chú về tới nhà là bông rực rỡ luôn, sum xê luôn quý chú. Nhiều lắm. Nó đang nụ rất là nhiều. Được. Dạ chiều cao 1m41 tán ngang là 60 quý chú ơi. Hoành thì bằng ngón chân cái quý chú. Mắt ghép thì nó liền lạc hết nha quý chú. Chú yên tâm. Cây thần khỏe, sống khỏe. Dạ mã số 4 cũng 400 ngàn này quý 400. Chú có thể rễ ra đây. Cứ về đó. Vô chậu cho con. Rồi, vô to đó. Đi quý chú, to hơn đủ cái này đi trồng là nó ra bông ra trái. Dạ mã số 5. Đây là một cây khế gân, một cây khế gân nguyên thủy quý chú ơi. Dạ rồi, khế gân ăn trái về chơi cái bonsai được rồi quý chú, nó có hình dáng cây kiển quý chú. Chiều cao cây được 70 quý chú ơi. Không có đo tán ngang để nó thừa quá. Dạ cái hoành gốc này rồi được là 28 quý chú ơi. Dạ. Cây sạch sẽ không bọng lũa gì hết quý chú. Đế thì cây này còn đế như này tròn do cứ ngắt ra quý chú. Tròn do cứ ngắt luôn ha. Dạ. Rồi mã số 5 550 ngàn quý chú ơi. Dạ rồi. Cây này đi cho phép rút chậu bó bầu quý chú ơi, tại chậu nhựa này đi nhiều khi nó bể dở hư bầu cây không có an toàn quý chú. Chỉ cần nó ra đúng chỗ chú, mấy cây này tông cao nè ha, nó mới có trái treo lộng thộng đẹp. Rồi, xin phép mã số 5. 550. Mã số 6. Số 6. Mình có một cây me. Một cây me chua quý chú ơi. Me này dáng độc hơn chú, dáng rất là quái luôn. Dạ, chiều cao của cây là được 52 quý chú ơi. Tán dài của cây là được là 95 quý chú. Tán ngang của cây là được 59. Cái tàn nó đi nhanh quá anh. Dạ. 95 luôn rồi ha. 95 59. Dạ. Quanh nơi chí là được là 28 quý chú ơi. Đó, hảo cái cũ cho quý chú tham khảo. Cái cũ này là nó được 90 rồi nè. Ủa lộn, 9 phải lộn thước không? 55 quý chú ơi, 55. À. Rồi. Chỉ cần mẻ quá ha, 3 4 nước dây nghe quý chú. Cực công lắm quý chú ơi. Rồi. Dạ mã số 6 xin giao lưu quý chú anh chị là 1.900.000, khi đi ship luôn cả chậu rồi cho quý chú anh chị. Đây là này cái đường thần quý chú nhìn kỹ ha, cò quái ha, thân được cũng lắc. Cành chua quý chú ơi. Cây sạch sẽ không bọng lũa, không thèo dít đâu nghe quý chú. Dạ, củ nổi rõ anh ha. Dạ. Rồi, xin phép xuống mã số 6. Số 6. Dạ, số 7. Dạ, một số 7. Một cây siro quý chú ơi. Siro. Đây là số dòng ăn trái không quý chú ơi. Dạ, chiều cao của cây tới mặt chậu là được là 34 quý chú. Tán dài thì được là 56 quý chú ơi. Tán ngang thì được 47. Hoành đôi chí về được 15 quý chú. Hoành cũ thì được là 34. Dạ, cây siro mã số 7 xin giao lưu quý chú anh chị. 450 ngàn. Bao sống bao ship toàn quốc cho quý chú anh chị. Dạ rồi. Dạ mã số 8. Số 8 mình một có cặp quý chú ơi. Một cặp cây tắc ngọt, kiểu bằng hạnh ngọt. Hạnh ngọt quý chú ơi. Trái nè quý chú. Trái nè. Tiếp tục ra bông ra trái rất nhiều luôn. Đi xuyên suốt. Dạ chiều cao của cây là được 42 quý chú ơi. Tán ngang thì được 32, hoành thì có bằng ngón tay út nè quý chú, hai cây đồng nhau quý chú. Cái này là trái nó còn nhỏ nha quý chú, cho nó chín thì nó còn bự nữa nè quý chú. Vàng đẹp lắm. Còn sống thì nó chua, chín nó có hương vị ngọt giống như tựa như quýt đường nha quý chú. Dạ, một cặp. Dạ, một cặp 400 ngàn. 400 thôi anh ha. Dạ. Rồi, đổi luôn. Ghi mã số mấy quên rồi.
Cái cây kia là mã số 7, mã số 8. Số 8 anh ơi. Dạ. Cái quần dạ, biết. Đây tới cây cây này mới đã nè quý chú ơi. Dạ mã số 9. Số 9, một cây quýt được ở quýt hồng. Quýt hồng nha quý chú. Đặc sản của vùng đất Lai Dung quý chú ơi. À Lai Dung Đồng Tháp. Dạ. Rồi, cái cây quýt này rất là nhiều trái quý chú ơi. Này là tới Tết chơi luôn nè. Này là tới Tết là vừa chín luôn quý chú ơi. Mấy anh em ở Đồng Tháp thường hay nói cái gì mà lâu lâu là tới mùa quýt luôn á. Tới mùa quýt. Đợi đi tới mùa quýt luôn. Một năm trời nó mới được một cái vụ quýt đó quý chú ơi. Chỉ cái ý là mình chờ đợi hơi lâu quá chú. Ồ này trái nè. Trái này về tháng sau lụm luôn rồi. Ngon quý chú, nhìn thấy thèm rồi đó. Đó. Quá cái này cả chục trái anh ha. Cũng 6 7 trái. 2 4 6 7 8 trái vậy anh. Rồi. Cây có chiều cao là 1m2 quý chú ơi. Tán ngang thì được 75. Cao 1m2 ngang 75. Cái hoành dưới này là khoảng lớn hơn ngón chân cái quý chú. 8 trái quý chú ơi, con đếm được chính xác là 8 trái. Nhưng mà trong khi quá trình vận chuyển thì con cố gắng bó kỹ cho quý cô chú, mà có lỡ rụng một hai trái thì quý cô chú cũng thương tình nhận giùm cháu nha. Dạ. Đi đi bó đồ này nọ, vận chuyển nó cũng khó tránh khỏi có sự cố lắm cô chú, tại vì trái nó rất là dễ rụng chứ không phải là dạng nó cũng ấy đâu. Dạ mã số 9. Xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.100.000 ạ. 1.100.000. Dạ. Mình cái giá trị mình sử dụng lâu heo chú, tới ví dụ trái này thì nó ra vậy thôi, mà ví dụ có rụng thì mình tiếp tục mình nuôi mấy mốt ra trái khác chứ không có gì. Đó. Quýt hồng, cái này là trái tự nhiên của chú chứ không phải qua xử lý thuốc men nhà quý chú. Đặc sản Lai Vung Đồng Tháp. Từ Tết tới giờ mới được có trái được ba lớn đó. Dạ rồi, 1.100.000 anh ha. Dạ 1.100.000. Dạ xin phép mã số 9. Dạ. Rồi. Quá nặng. Mã số 10. Đây cây này mới đã nữa. Cây này là quýt đường. Một cây quýt đường quý chú ơi. Quýt đường là cái dòng xưa của mình hồi hồi đó đó anh ha. Đúng rồi. Cái lá nó giống như lá chanh vậy nè quý chú. Nhưng mà khi mà nó ra trái sai lắm. Có trái lớp trái lớn, trái nhỏ rồi lớp có bông nữa nha quý chú. Quý chú biết là cái dòng dòng này mở ra chịu cây một cái đã cực kỳ luôn. Hoa thì thơm ha. Nó trái quanh năm quý chú ơi. Triền miên. Không cần xử lý thuốc luôn quý chú. Dạ chiều cao của cây là được 115 quý chú. Tán ngang thì được 90. Dạ. Hoành hay hoành 10 quý chú ơi. Cây này nằm trong chậu xi măng là tại nó nặng nó bự quá ghim nên không nổi, rút chậu quá bồn em quý chú. Đế đẹp anh ha. Dạ. Cây này có đế đẹp. Cây thì bao thần cho quý chú. Ồ nãy em thấy con trái bự bự đây nè. Đây. Đó, quýt đường nha quý chú. Cái này thì mà chưa có tới độ chín đó thì ăn là hơi chua. Hơi chua nha. Nhưng mà chín rồi thì ngọt mà thơm nữa. Rồi. Dạ mã số 10 xin giao lưu quý chú anh chị là 1.100.000 luôn ạ. 1.100.000 luôn. Dạ. Lâu lắm rồi còn mới thấy cây quýt đường. Ship toàn quốc vô quý chú anh chị ạ. Dạ anh thép mã số 10 nặng quá. Quý chú thả đất sau này nó lớn lên hả, trái nó treo cơ bằng là nó... Chú thả vô cái chậu lớn cũng được thì nó đủ chất trồng thì nó. Tại đó nó nằm trong chậu không, nó vẫn trái bình thường. Dạ mã 11. Hồi xưa nhà nội em có một cây quýt đường đó thứ đó anh. Ông ở đất đó, trái kinh khủng lắm. Dạ mã 11 là một gốc khế chua ghép khế Nhật quý chú. Chiều cao được 37 quý chú. Tán dài được là 43. Tán ngang cũng khoảng 30 mấy quý chú ơi. Hoành cũ đôi vị trí được là 33 quý chú. Mình cổ trên là 18, mình cổ nhỏ trên là 18. Dạ mã 1 ốc khế chua ghép khế Nhật xin lưu quý cô chú anh chị là 900. Nhưng thú ngồi vậy anh ha, ngoái cái đầu lại. Đây rất là sạch sẽ quý chú. Dầm dầm mà. Ship luôn cả chậu cho quý cô chú anh chị. Dạ xin phép chung mã 11. Dạ. Này có cây ăn trái, có cây ăn lá luôn nha quý cô chú. Lá ăn chỉ vô chú cây ăn 12 quý chú ơi. Một cặp quý chú. Ủa cái cây này. Này là thì cũng siêu trái luôn quý chú ơi. Táo thái quý chú. Táo ơi. Thái siêu trái ha. Về cứ thả vô chậu thoải mái. Còn thả đất thì thôi rồi khỏi nói luôn. Trái nó, với lại nó nhanh lớn lắm quý chú. Này là hàng ghép quý chú. Gốc táo mình ghép bo táo thái quý chú. Dạ.
Đây. Còn nó siêu bông siêu trái cũng vui. Cái con gan mộ mà của chú thấy trái với bông đó nè. Nó chịu trái có nước mà lấy cây mà cắm thì chịu chứ không có phương pháp nào mà nó dễ đậu lắm. Dạ chiều cao thì được 80 của chú, hoành thì có bằng ngón tay út mà. Rồi một cặp như thế vậy giao lưu với chú anh chị. 250.000 một cặp. 250 thôi anh ha. Dạ. 250 một cặp. Dạ. Táo Thái. Dạ. À, anh Trường nó rất là dễ đậu. Nó rất là dễ đậu rồi quý chú ơi. Trái to lên mà ăn ngọt hay quý chú. Đừng giòn ngọt. Đừng có cho nó rụng là nó sẽ dễ đậu anh ạ. Rồi, rất là dễ đậu trái à. Quên kìa mã số là nói không, mã 12. 250. Dạ. Mã 12. Rồi. Cho cây gì lạ lạ đó anh. Cây cốc. Má 13. Cây cốc Thái. Tại quá rồi. Trời ơi. Lời chắc luôn. Lời cái chùm này nè. Đó. 2, 4, 6, 8, 9 trái. 10. 12, 14, 16 trái. Cái chùm này. Dạ, chiều cao thì được là 78, 17 quý chú ơi. Bông tiếp tục. Tới ngang thì được 6, 4 quý chú. Hoành thì hoành chính quý chú ơi. Dạ rồi. Đó. Cây thường chậu sống khỏe quý chú. Về đưa lên sân thượng hay gì đó ha, quý chú mở phố ha, đưa lên sân thượng. Dạ mở 13 xin giao lưu với chú anh chị là 300.000. Khi đi thì có thể rụng bớt nha quý chú. Nhiều quá như không về quá trình vận chuyển không chịu nổi hết, còn hết đâu quý chú, mình cố gắng bảo vệ cho còn cho quý chú. Dạ. Được nhiều hơn nhiều. Thế vậy chứ mấy cây có trái đóng khó lắm quý chú ơi, nhức đầu lắm nữa quý chú ơi. Nhiêu anh? 300.000. 300.000 thôi hả? Ờ. Rồi. 13 mở 14. Đóng mà lỡ sợ rụng trái cho quý chú. Dạ. Chứ không có gì. Chứ đang trái nó đang đẹp mà mình đóng rụng cái cũng ổn anh ha. Này thì trái nhỏ mà trái nhiều hơn cây rồi. Đây, cây này thì nó mà ra trái thì cây kia ở lại đi. Chiều cao cây này được là 87 quý chú ơi. Có trái chùm nhỏ anh em quý chú. Tán ngang thì cũng 87 luôn. Mà nó đang bông nhiều lắm. Hoành đôi chí được 10 quý chú ơi. Cái, bông, cái này lớp bông lớp trái quá xá luôn. 3-4 chùm trái có sẵn rồi. Đây đây 2-3 chùm trái có sẵn. Đây nữa nè hả chú. Lớp bông, rồi lớp bông nó đang lên nữa nè. Dạ mở 14 cũng 300.000 quý chú ơi. Cái lá này ăn được nha quý chú. Dạ. Cái lá này ăn cũng ngon lắm. Mở 14 300 tiếp tục anh ha. 300. Rồi. Mở 15 quý chú ơi. Một cây sam hương Đài Loan. À cây này lắc đẹp nha chú, gọng xê lắc ha. Để đó. Sắp luôn quý chú ơi. Cây này cây nuôi tương lai. Chiều cao cây là được là 22 quý chú ơi. Hoành thì được 24. Rồi. Tán dài thì được 40. Chiều sâu vô thì được 20. Đây đế cộng to đều rang ha quý chú. Dạ. Dạ mã 15 650.000 quý chú ơi. Khi đi cho phép cháu rút chậu bỏ bầu quý chú. 650 thôi ha. Dạ. Về nuôi tiếp ảnh quý chú ơi. Tay cành cúc ảnh cần sẵn ở trên rồi nè. Dạ xin phép mã 15. Dạ. Dạ mã 16. Của em chào Phúc Kiến quý chú ơi. Một cái củ đẹp quá. Dạ chiều cao là được là 15 quý chú. Tán dài được 30. Chiều sâu vô thì được 20. Nguyên cái bạch đặt như vậy em đo về là được là 26 quý chú ạ. 450.000 ship luôn cả chậu về cho quý chú. Chậu đẹp luôn quý chú ơi. Dạ, 450. Phép mã 16. 17. Dạ mã 17. Một cây ổi tím quý chú ơi. À ổi tím. Ổi tím. Ổi tím cũng đang trái luôn nghe quý chú. Không rồi quay nhãn tím quý chú. Ổi tím đây 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 trái đây. Trái tím lá tím, nói chung bông tím luôn anh ha. Bông tím mà cái nhị trong thì trắng. Dạ. Ủa cái đây chùm trái này nhiều lắm anh chưa. Lai gai nhiều trái lắm. Nhóc luôn. Này mấy chục trái ha quý chú. Đây 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 này, nhiều lắm quý chú ơi, tại vì nó lúp lúp theo cái lá đó mình thấy trái nhiều lắm. Dạ mã 17, một cây áo tím. Chiều cao của cây là được 1m1 quý chú ơi. Tán ngang của cây là được 90. Cây này có củ đế luôn ạ. À. Cây này cũng tính ra già rồi.
khó đổ quá. Quý cô chú nào nhà sơn màu tím nha, căn nhà màu tím ha, thì mình mua cái cây ổ tím này về. Hoành vị trí được 13 quý chú ơi. Em đi cũng nhiều, em thấy nhiều quý cô chú phái sơn căn nhà màu tím lắm nha anh, cũng có căn nhà màu tím. Mình đưa cây ổ tím này vô hộp luôn nè. Dạ mã 17 cây ổ tím xin giao lưu quý cô chú anh chị là 600.000. 600 thôi anh hả? Cái này tiền phí hơn trăm mấy quý cô chú, nặng lắm quý cô chú ơi. 600.000 à. Ổ tím luôn. Dạ mã 18. Một cây si búp đỏ quý cô chú ơi. Si búp đỏ. Lùm xùm qua mới cắt giật lại cho nó gọn lại chút xíu. Dạ chiều cao là được 46 quý chú ơi. Tán dài thì được 56. Tán ngang khoảng 40 quý chú. Này. Quanh vị trí thì được là 22 quý chú. Mà anh chơi quýt hồng. Thì ổ tím. Thì si búp đỏ. Si búp đỏ. Dạ mở 18 800.000 quý chú ơi. Bữa giờ rút chậu quá cho bầu em quý chú. Bữa giờ xanh. Dạ. Dạ, xanh đỏ tím vàng cũng có chứ không có. Rồi. Dạ mã 19. Một cây sam 86 gin tàn tự nhiên quá chú ơi. Dạ. Chưa có đụng tay đụng chân dạ. Gì hết. Thì về quý chú có ý tưởng gì chơi mà dạ. Cây thốt thân cao á thì giao lưu với anh cây này heo chú. Nhiều khi quý chú quýnh ra cái tàn dù, cái phom dù rất đẹp rồi. Cây thiên nhiên. Dạ chiều cao của cây là được 1m2 quý chú. Dạ. Tán cây ngang là được là 87. Cái thoát thân từ đây xuống đây là được là 54 quý chú. Quạnh đôi vị trí về được 14. Cây này tính ra nó dài dữ lắm, dài quý chú. Dạ ghê anh ha. Đế rễ nó là quý chú. Bệnh cây này ta trồng trong chậu nhỏ lớn luôn quý chú, không có nằm đất luôn quý chú. Dạ. Dạ mở 19 500.000 quý chú ơi. Cây sam 86 gin quý chú. 86 gin. Dạ, xin phép mọi người cũng ít có thấy cây thốt thân à. Đúng không chú, cái dòng 86. Dạ mã 20. Một cây chùm ruột. Cây này vừa lấy lá vừa lấy trái luôn. Cây này vừa với chú thay qua chậu bự đủ phân là gà trái luôn. Cho mượn cho chỉ vô quý chú coi. Đây cái lá này là cái lá để trong cái nem Lai Dung, mà nem Lai Dung cũng nổi tiếng luôn nha quý chú, cũng là một trong những cái đặc sản của Đồng Tháp. Đây. Kẹp trong cái nem á anh ha. Là cái lá chùm ruột này đây. Dạ chiều cao được 1m15 quý chú ơi. Dạ. Thì tán ngang đo tán lá vậy là được là 82 quý chú ơi. Cái thoát thân cái cây này từ đây xuống đây là được 74. Trái thì mình làm mứt nha quý chú. Làm mứt ăn sống. Ăn sống đại diện được. Hoành thì được là 12 quý chú ơi. Cây thường chậu rất là khỏe quý chú. Dạ. Sống dạ mã 20 chùm ruột 400.000 quý chú ơi. Em bao ship toàn quá cho quý chú anh chị ạ. 400. Trái nó treo trên thân rất là đã. Treo sổ thân. Quý chú không rõ thì mình sạch trên mạng ha. Chỉ cây dạ mã 21. Cũng một cây tầm ruột luôn quý chú ơi. Miền Tây có khi gọi là cây tầm ruột. Dạ mà không biết rồi. Không biết cô chú kêu bằng cây gì không biết. Có chỗ thì gọi là cây chùm ruột. Chùm ruột. Chiều cao cây này được là 1m18 quý chú ơi. Hai cây này nó xứng nhau bằng nhau lắm. Tán ngang là 80. Dạ. Cái độ thoát thân từ đây xuống đây là được 70 quý chú ơi. Hai cây này nó bằng nghiến nhau. Hoành cũng 12 luôn quý chú. Đây cây này rễ nè quý chú. Quá đây. Trời luôn. Cây sống một chậu rồi quý chú ơi. Yên tâm mà trồng ha, dạ. Không có sợ cây bứng. Dạ mã 21 400.000 quý chú ơi. 400 thôi à. Nhỏ lớn sống một chậu lớn lên quý chú ơi. Dạ mã 22. 22. Đây, cây này được nuôi chi tay muốn vô dây được rồi quý chú. Đây là chiếu thủy da đen lá lớn rồi quý chú. Chiều cao của cây là được là 48, đo tới cái ấy vậy này, còn cái phôi chính chủ là nó được là 25 quý chú. Tán ngang của phôi cây cúc cành lớn là được là 26 quý chú. Dạ. Hoành thì được 32 quý chú ơi. Hạo cái đế cho quý chú ơi. Hoành đế là được là 83. Đang nằm trong chậu lọt lòng là 32. Dạ mã 22 xin giao lưu quý chú anh chị là 900.000. Đi rút chậu bó bầu quý chú ơi.
chín cho anh hả? Dạ. Ok, này cốt cành nó đóng đủ hết trơn ha. Dạ. Chú anh chừa dư cho mình luôn á, về vô dây được luôn nè. Nhưng mà trong khi đi ốp như vậy lại lính giá cây phôi với chú, nhiều khi nó có gãy một hai chồi thì mấy chú thông cảm nhận giùm cháu nha. Dạ. Vì rất là nhiều, nó không bao giờ gãy hết đâu quý chú. Thừa quý chú ơi. Từ thừa quý chú ơi. Rồi, đổi giúp em xuống mã 22 thôi. Dạ, mã 23. Cây ma phôi ma chứa thủy trung nu gò công quý chú ơi. 23. Ủa lá trung anh hả? À, trung nu. À lá trung. Trung nu. Trung nu của gò công dạ. Chiều cao của phôi rồi được là 24 quý chú ơi. Hàng mới nha quý chú. Dạ, hàng mới chát luôn quý chú. Quạnh đó dí là được 28 quý chú. Đường kính đế là được 25 quý chú. Rồi làm cây trực đa. Dạ. Thiên nhiên. Mã 23. 750.000 quý chú. Dạ xin phép xuống mã 23. 750. Dạ mã 24. Rồi. Cái này cây da đen lá lớn nha quý chú. Cái nào da đen báo da đen, cái nào trung nu báo trung nu quý chú. Chiều cao của cây phôi là được 22, tán ngang của phôi là được 28, quạnh đo vị trí về được là 25 quý chú ơi, đường kinh đế là được 21, giá 500.000 cho mã 24. 500. Dạ. Dạ mã 25. Dạ rồi. Đây. Đây là nú gò công quý chú. Dạ chiều cao của phôi được 29, quạnh đo vị trí về được 27 rồi chưa, trực giót anh ha. Dạ, tông cao ha, trực bắp măng. Dạ 25. 600.000 quý chú. 600. Mã 26. Cái này trực cành phóng rồi chú ơi. Trực cành phóng ha, đế đẹp. Dạ. Rồi chú. Chiều cao là được 24 rồi chú ơi, quành đôi vị trí gần 30 quý chú. À, đế em thấy bỏ đều hết trơn anh ha. Trực cành phóng. Dạ mã 26. 600.000 quý chú. Dạ rồi. Đổi giúp em luôn ha. Dạ mã 27. Cũng nuôi đồ công luôn quý chú. Cái này cắt lại cây trực pin cũng đẹp lắm, cây tầng 3 cũng được quý chú, về chừa quý chú cắt. Dạ chiều cao của cây được là 22 quý chú. Cao cũng thôi. Quạnh đôi vị trí gần 27 đến 20 tính 26 quý chú ơi. Mình kinh đế khoảng 2 tấc 2 quý chú. Dạ mã 27. 650.000. Dạ rồi. Phép xuống mã 27. Dạ mã 28. Cái này là chung anh ha. Này là chung nu gò công quý chú ơi. Chung nu gò công. Dạ. Dạ chiều cao rồi được là 26 quý chú ơi. Quành được 27 quý chú. Đây thằng kính đế nha quý chú nè. Một gan đây chứ. Dạ cái 28. 700.000 quý chú. Dạ. Mã 29 quý chú. Một cặp luôn quý chú. Này cặp tường vi huyết long luôn rồi. Dạ. Quý chú. Màu đỏ huyết long ha. Dạ một cặp gì nè. Em đo một cây lớn cho quý chú xem. Một cây hôm nay chỉ cần chiều cao của cây là được là 33 quý chú. Dạ nè quý chú. Quành cây này được là 13 quý chú. Tới ngang thì được 28. Đây một cặp như vậy. 500.000 quý chú. Cây này nó hơi em nhỏ hơn chút quý chú. Đây một cặp 500. Còn cây lớn này 300, cây nhỏ là 250, ai chốt lẻ. Dạ rồi. Dễ chơi luôn. Đã thăm bao nhiêu rồi? Mã 28, 29 rồi. Này gãy mã 30 đi. Một cây nu đột biến mini quý chú ơi, chiều cao được 27 quý chú ơi. Tán dài được 25. Nhỏ nhưng mà dài lắm. Dạ. Hoành thì hoành 10 quý chú ơi. Cây đăng. Dạ. Hoa. Dạ 400.000. Rồi. Mai chú thủy nu đột biến quý chú. Nu đột biến. Dạ mã 30. Dạ mã 31. Một em người quế quý chú ơi. Người quế mà ép chậu như thế này đã lắm. To bông ra luôn nè. Đang ra bông quý chú ơi. Chiều cao của cây là 31 anh chú ơi. Tán dài của cây là được 46. Tán ngang là được 28. Hoành thân là được 12 với chú ơi.
Quỳnh cũ được 29. 400 ngàn với chú ơi. 400 thôi anh ha. Dạ. Rồi mã 31 cũng là mã cuối clip của clip hôm nay với chú ơi. Kính chúc quý chú một ngày mới dồi dào sức khỏe luôn. Quý chú ủng hộ kênh Lục Vĩnh miền Tây cũng như ủng hộ nhà vườn em cháu, chân thành cảm ơn rất là nhiều. Hẹn quý chú là cờ clip sau. Dạ rồi, hôm nay nhiều cây ăn trái đẹp ha chú. Đẹp mới ha. Anh sưu tầm về cho quý chú giao lưu ha. Cũng mong quý chú xem yêu mến ủng hộ kênh. Còn chân thành cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý chú.